Chương 58, thế giới tu chân, ta không thể đến tiên giới được. Thời Sinh lắc đầu, khuôn mặt buồn bã, ta chẳng qua mới chỉ trúc cơ, còn xa lắm mới lên tiên giới được. Phượng Tử nhíu mày. Nhưng huynh có thể lưu lại thế giới tu chân. Thời Sinh mắt sáng bừng, huynh ở tiên giới rất lâu rồi đúng không? Thử thay đổi môi trường xem sao, có lẽ cũng sẽ có cảm giác mới lạ. Nếu ta ở lại đây, nàng sẽ ở cùng ta sao? Đúng vậy ta đây còn phải phò trợ ngươi đoạt được ngôi tiên đế tất nhiên là ta phải ở bên cạnh ngươi rồi trước tiên phải giành được thiện cảm và sự tin tưởng của hắn mới được được thời sinh đành lặng lẽ thu dọn mớ ngôn ngữ game vừa mới triệu tập được cô còn chưa kịp thể hiện tài ăn nói hắn đã đồng ý rồi thật là nhanh ngoài sức tưởng tượng nhân vật phản diện dễ dỗ dành vậy à phượng từ xưa nay chưa từng gặp được người nào lại gần hắn được vậy nên khi thấy thời sinh có thể lại gần mình tất nhiên hắn thấy rất vui mừng hơn nữa còn có ý định giam cầm nàng lại ta đi bắt con rắn kia làm thú cưỡi cho nàng. Phượng tử giơ tay nắm lấy tay thời xanh, đưa cô đi về phía lôi vân dày đặc đằng xa. Ừ, đúng vậy, người của hắn thì phải dùng thứ tốt nhất. Tuy rắn không sánh được với rồng, nhưng cũng được coi là tốt nhất ở phàm trần và thế giới tu chân này rồi. Đợi khi nào đi đến tiên giới rồi bắt rồng cho nàng ấy sau vậy? Thời sinh hoàn toàn không biết dự định của Phượng Tử. Khi nghe thấy Phượng Tử nói muốn đi bắt rắn thì kinh ngạc không thôi. Nhân vật phản diện này hình như đối với cô hơi tốt quá thì phải nhưng tại sao lần này không phải là nhiệm vụ chiến lược hay hệ thống đã biết hết sự tình rồi ai cái hệ thống chết tiệt này và thế là con rắn số khổ kia vừa độ kiếp xong đang chuẩn bị phi thăng thì bị phượng từ bắt được dùng vũ lực ép buộc ký kết khế ước với thời xanh tất nhiên nó cự tuyệt nhưng dưới sức ép của vũ lực tuyệt đối nó không dám nói nửa chữ không khó khăn lắm nó mới độ qua được kiếp này cứ ngỡ những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi ai biết rằng khi còn chưa kịp độ kiếp thì bị một kẻ phàm trần cướp thăng tiên thảo giờ độ kiếp xong lại bị ký kết khế ước làm tọa kỵ. Nó đắc tội ai rồi chứ? Từ nay về sau ngươi tên là Pudding thời sinh vuốt vuốt đầu giận xà, à, giờ nó đã trở thành giận long rồi. Giận xà phi thăng xong sẽ trở thành giận long, tuy vậy vẫn không sánh được với huyết thống thuần chủng của long tộc. Pudding, tên gì vậy chứ? Không có phong độ gì cả, đừng mà, đừng mà. Ngọn lửa quanh thân phượng từ vừa rực lên, giận long liền run rẩy, hai zzz, Pudding thì Pudding vậy, ngọn lửa này của huynh không thể tạm thời thu lại được sao thời sinh nhìn ngọn lửa lớn đằng sau cảm thấy đau đầu như vậy thì sao cô đưa hắn về được đây được chứ phượng từ vừa dứt lời thì ngọn lửa cũng biến mất không còn tâm tích vậy thì tại sao khi trước huynh không thu nó lại chứ tuy rằng cảnh tượng nhìn có vẻ rất hoành tráng rất sang chảnh nhưng mà cũng đáng sợ lắm chứ như vậy sẽ không có người gây chuyện với ta Phượng Từ nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc, từ tốn, trong đôi mắt màu đỏ sẫm thoáng qua sự thù địch, từ nay về sau nàng phải ở bên ta. Thời Sinh, cái đồ bệnh hoạn này ở đâu chui ra vậy trời? Hôm nay nghỉ tạm ở đây, ngày mai chúng ta lại lên đường. Thời Sinh thở dài, thả Pudding ra rồi dặn dò, đi bắt mấy con thỏ về đây. Pudding đã biết nói từ lâu, nhưng nó không muốn nói chuyện với loài người, đặc biệt là con người đã khế ước nó, vậy nên nó chỉ kiêu ngạo hất đầu một cái rồi đi thẳng về phía khu rừng trước mắt đi bắt thỏ vốn là giận xả vừa phi thăng lên giận long vậy mà lại phải đi bắt thỏ bắt thỏ chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này nó phải sống sao đây